Sau đây tôi xin giới thiệu chi tiết sản phẩm đầu tiên là bếp điện tử. Bếp từ là linh hồn của căn bếp, được thổi hồn bởi những thiết kế cao cấp và công năng tiện ích nhất. Bếp từ Nagakawa có những dòng bếp điện tử thông minh FlexiZone, bếp đôi điện tử, bếp nhiều vùng nấu, bếp điện tử tích hợp hồng ngoại. Tất cả sản phẩm bếp điện tử Nagakawa đều được sử dụng mặt kính từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Scotch và Kanger, sử dụng bộ vi xử lý tích hợp 2 IGBT giúp bếp từ đạt hiệu suất cao và ổn định, duy trì công suất cực đại ở cường độ cao, tạo nên sức mạnh thông minh cho hệ thống. Điều khiển giúp bếp bền bỉ, tiết kiệm nhiệt năng trong mọi môi trường điều kiện. Hệ mâm từ multi layer và kép số 1 thế giới. Kết cấu đặc biệt gồm 100 đến hơn 120 sợi kim loại đồng, kích thước 0,15 mm. Bát mâm tản nhiệt thông minh với thanh ferrite phủ trọn bề mặt, giúp khả năng tạo nhiệt năng mạnh, công suất lớn và tuổi thọ cao. Công nghệ nổi bật của bếp từ Nakagawa là sử dụng công nghệ inverter giúp đảm bảo độ ổn định của bếp, tiết kiệm tối đa năng lượng và gia tăng tính năng thông minh cho bếp. Bếp, bếp từ Nakagawa được các chuyên gia thiết kế đã nghiên cứu và đưa vào bộ mạch điều khiển hệ điều hành kép, tức là nhiều gấp 2 lần so với bếp từ thông thường. Và điều này giúp bếp từ Nakagawa hoạt động luôn bền bỉ với công suất cao. Công nghệ chống nhiệt lan tỏa đảm bảo an toàn và duy trì hiệu năng của bếp. Chức năng kiểm soát nhiệt độ tự động kiểm soát công suất và nhiệt độ bếp, chức năng booster, duy trì công suất cực đại trong vòng 5 phút và không ảnh hưởng đến bếp. Bếp từ Nagawa với chế độ bảo hành số 1, bao gồm là tuột đổi toàn bộ máy 1 đổi 1 nguyên chiếc trong 12 tháng, mặt kính được bảo hành 3 năm, à, điện và máy được bảo hành 5 năm, xuất xứ 100% Malaysia nhập khẩu nguyên chiếc.